là Nguyễn Thị Quỳnh, giáo viên trường mầm non Quang Hưng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Tôi rất vui được đồng hành cùng quý bậc phụ huynh trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non tại gia đình. Kính thưa quý bậc phụ huynh, giáo dục thể chất là một trong những lĩnh vực quan trọng trong giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, cơ thể trẻ đang trong quá trình phát triển. Nếu giáo dục và vận động không cân đối sẽ dẫn tới sự phát triển sai lệch. Chính vì vậy, ngày hôm nay tôi xin được chia sẻ tới quý bậc phụ huynh vận động đi thay đổi hướng theo điểm zig zag. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Khi có hiệu lệnh, mẹ bắt đầu bước đi trên đường zig zag.
Khi đi, mắt nhìn thẳng, chân không dẫm vào vạch. Đến điểm xích xắc thứ nhất, mẹ đổi hướng tới điểm xích xắc thứ hai. Và cứ như vậy, tới điểm xích xắc thứ ba, mẹ đổi hướng và mẹ đi hết con đường. Khi đi hết con đường thì mẹ về điểm ban đầu. Mẹ đi xong rồi. Đi rồi ta. Vậy bây giờ con gái mẹ đi cho mẹ xem nhé. Chuẩn bị. Bắt đầu. Con đi nào. Con bước đi mình đến điểm. Mắt nhìn thẳng nào. Đến điểm chính xác thứ nhất con đổi hướng. Đi thẳng, chân không dám vào vạch. Tiếp tục đến điểm chính xác thứ hai con đổi hướng nào. Con đi bình thường đi. Đổi hướng. Rồi, qua điểm chính xác thứ ba. Con đi bình thường, rồi đi lại đây, đi lại đây với mẹ nào. Rồi con đi nhé, con đi nhé, con đi như bình thường. Đừng cúi nhé, con đi bình thường. Nào, chuẩn bị. Bắt đầu, con đi nào. Rồi, lưu ý đầu thẳng, mắt nhìn về phía trước, đổi hướng nào. Qua điểm chính xác thứ nhất. Tiếp tục, đổi hướng qua điểm chính xác thứ hai. Điểm thứ ba, rồi con đi nào. Con đi hết con đường, về đây với mẹ nào. Giỏi quá. Mắt nhìn con lưu ý, con được dẫm chân lên mạch nhé. Chuẩn bị nào. Bắt đầu đi nào, cứ đi bình tĩnh thôi, con đi bình tĩnh thôi, bước đi bình thường, con đi, đi lại lần nữa, chuẩn bị, hai tay xuống hông, bắt đầu đi nào, ngồi, đầu ngẩng lên, mắt nhìn về phía trước, rồi. Giờ mẹ con mình sẽ cùng nhau đi lại thêm vài lần nữa để đi thật đẹp, xong là tối về con đi cho bố xem, con có đồng ý không? Hai mẹ con đi cùng nhau đi nhé. Nào con gái đi trước, mẹ đi sau nào. Trên đây tôi vừa chia sẻ với các bậc phụ huynh vận động đi thay đổi hướng theo điểm xích xắc. Hy vọng các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn thêm cho các con những vận động và những bài tập bổ ích khác để giúp các con có một cơ thể khỏe mạnh và phát triển một cách toàn diện. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.